Đầu năm 1963, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị thua nặng tại trận ấp Bắc, khiến Mỹ liên tục chỉ trích khả năng quân sự của các tướng Việt Nam Cộng Hòa và đòi để các tướng Mỹ nắm quyền chỉ huy. Ngô Đình Nhu tỏ ra bất mãn về việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải nghe theo người Mỹ nên quyết định tìm hướng đi mới, yêu cầu Mỹ rút bớt cố vấn quân sự về nước và tìm cách tiếp xúc với những người Cộng sản ở Hà Nội. Do những ý định mới của Ngô Đình Nhu, người Mỹ bắt đầu tìm cách thay thế Ngô Đình Diệm, họ cắt một nửa viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Tháng 7 năm 1963 nổ ra biến cố Phật giáo làm chính quyền Sài Gòn càng lung lay. Cùng với việc chống cộng không đạt được kết quả và đàn áp Phật giáo được xem là nguyên nhân dẫn tới sự mất uy tín trầm trọng của chính quyền Ngô Đình Diệm trước các lực lượng chính trị hợp pháp khác tại miền Nam và trước người Mỹ. Sự kiện Phật đản năm 1963 xảy ra là giọt nước tràn ly dẫn tới hành động đảo chính của một nhóm tướng lĩnh vốn bất mãn với cách điều hành đất nước của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Căng thẳng với người Mỹ ngày càng tăng và chính phủ Mỹ cuối cùng quyết định loại bỏ ông.